Nhọc nhằn săn vé, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trước khi có được tấm vé dự Olympic 2024. Trong nhiều năm qua, việc tập huấn và thi đấu quốc tế của họ bị hạn chế bởi thiếu trang thiết bị và điều kiện. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành vé tham dự Olympic 2024, gửi thông điệp về sự đoàn kết và quyết tâm của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Nhọc nhằn săn vé, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trước khi có được tấm vé dự Olympic 2024. Trong nhiều năm qua, việc tập huấn và thi đấu quốc tế của họ bị hạn chế bởi thiếu trang thiết bị và điều kiện. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành vé tham dự Olympic 2024, gửi thông điệp về sự đoàn kết và quyết tâm của đội tuyển bắn súng Việt Nam.